Muốn da sạch sâu thì chị em phải nắm chắc 10 quy tắc rửa mặt này. Thứ nhất đó là luôn rửa tay sạch trước khi rửa mặt. Thứ hai đó là tẩy trang trước rửa mặt sau. Thứ ba đó là buổi sáng thì chỉ nên dùng tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt chứ không nên dùng cả hai. Thứ tư đó là không rửa mặt với nước quá nóng vì có thể gây tổn thương đến hàng rào bảo vệ da. Thứ năm đó là khi trang điểm đậm nên dùng dầu tẩy trang hoặc là sáp tẩy trang để lấy sạch cặn bã trang điểm đi, sau đó là mới dùng sữa rửa mặt. Thứ sáu đó là không nên dùng sữa rửa mặt có chứa sunfat vì nó có thể lấy đi cái lượng dầu tự nhiên của da. Thứ bảy đó là chỉ nên massage sữa rửa mặt trên da trong vòng 1 phút. Thứ tám đó là rửa mặt không quên rửa cái vùng cổ của mình, tại vì đây là cái vùng dễ xuất hiện lão hóa. Thứ chín đó là thoa serum và kem dưỡng ngay sau khi rửa mặt 2 đến 3 phút. Thứ 10 đó là rửa mặt tối đa 2 lần một ngày với sữa rửa mặt vào buổi sáng và tối, không nên rửa quá nhiều.